Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 130. Ông ấy đích thân thấy Phật A-di-đà. Năm xưa, tôi ở Đạt La Tư, nước Mỹ. Cư sĩ Thái Văn Hùng của Hội Phật giáo Đạt La Tư, ông ấy nói với tôi nhân duyên ông tin Phật, là đích thân ông nhìn thấy Phật A-di-đà nên ông tin tưởng. Khi cha của ông bị bệnh, ông từ Mỹ trở về Đài Loan. Lúc cha ông sắp lâm chung, ông nhìn thấy Phật A-di-đà ở bên ngoài cửa sổ của phòng bệnh. Thời gian rất lâu, khoảng 5-6 phút, ông rất tỉ mỉ quan sát, một chút cũng không sai. Ông nhìn thấy là Phật tượng, giống như Phật tượng mà chúng ta cúng dường. Nơi đó đích thực không cúng dường tượng Phật. Ông ở nơi đó xem thấy thân tướng sắc vàng của Phật, tướng A-di-đà Phật ngồi, rất không thể nghĩ bàn. Ông từ đó mà tin tưởng. Ông thường ra ngoài buôn bán. Có một hôm ông gặp một tôn tượng Phật, giống y như bức tượng mà hôm đó ông đã trông thấy. Ông liền thỉnh pho tượng đó về. Hiện tại pho tượng này thờ cúng tại Phật giáo Đạt La Tư. Khi cha của ông bệnh, ông ở nơi cửa sổ nhìn thấy bức tượng đó. Mỗi một người nhân duyên tin Phật đều là khác nhau. Về sau, ông nói với tôi rất nhiều sự việc mà ông đã gặp, chứng minh con người nhất định có đời trước. Ông chính mình nói với tôi, có một lần, ông ở Cựu Kim Sơn cùng với mấy người bạn lái xe đi dạo. Khi trở về thì bị lạc đường. Khi xe đi qua một thị trấn nhỏ, ông ấy ở vào lúc này bỗng nhiên cảm thấy cái thị trấn nhỏ này rất là quen thuộc. Ông liền nói với người lái xe, chỗ nào cần quẹo, có cái nhà như thế nào. Quả nhiên không sai. Ông đã từng đi đến nơi này hay chưa vậy? Đích thực chưa từng đi qua. Đường phố đều quen thuộc, nhận biết từng khu nhà. Ông ấy nói với tôi như vậy. Tôi nói, đời trước có thể ông là công nhân của khu xưởng này. Ông ở nơi đó lâu nên ông mới quen thuộc nó như vậy. Đời này ông ấy đích thực mới đến lần đầu. Về trước chưa từng đi qua, bỗng chốc cảm thấy quen thuộc như vậy. Loại kinh nghiệm này rất nhiều người đều có. Chúng ta đi ra ngoài tham quan hay du lịch, đột nhiên cảm thấy nơi này dường như là rất quen thuộc, rất thân thiết. Đời trước đã từng ở qua nơi này rồi, hoặc đã tham quan du lịch ở nơi đó, cho nên cảm thấy rất là thân thiết, rất là quen thuộc. Từ chỗ này có thể chứng minh đích thực là có đời trước. Đã có đời trước thì đương nhiên có đời sau. Cư sĩ Thái Văn Hùng đích thân có cái kinh nghiệm này, cho nên Phật Pháp nói nhân quả ba đời, sáu cõi luân hồi. Ông ấy liền tin tưởng, ông ấy liền có thể tiếp nhận A-di-đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.